Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Enzy đây. Tiếp tục với series đó chính là Rồng Thần Siêu Cấp 70 Màu Rồng, một tựa game mới ra mắt và cực kỳ hay dành cho anh em nông dân nha anh em. Game này thì không cần phải nạp, mình không cần phải nạp mà mình vẫn có những tướng SS, SR rất là ngon nè. Thì link tải và code mới mình sẽ để phía dưới phần comment nhá, trong cái website ấy, anh em vào và tải. Game rất là hay ha. Thì cái code mới thì vừa mới xong thôi, thì mình sẽ mình lấy cho anh em ha. Nó là cái gì nhỉ? Rồng Thần Siêu Cấp à? Mình sẽ lên Facebook ha. Mình săn code ở đâu thì nhiều anh em hỏi là mình hay vào những cái fanpage của cái game đấy, họ sẽ cập nhật những cái thứ Rồng Thần Siêu Cấp. Ok. Cái này như có cả bản tiếng Anh hay sao anh em ạ? Rồi, chúng ta sẽ khiêu chiến này nhá. Không biết là tiếng Anh có ngon hơn không. Đây là chúng ta đánh với ai đây? Đây là Trunk à? Future Trunk anh em. Rồng Thần Siêu Cấp, combo siêu cấp. Hôm qua livestream như có code mới à. Event. Event các kiểu là điều. Ơ rồi. Ok anh em, Future Trunk. Chứ tiếp phải thay hàng Goku anh em ạ. Chắc chắn rồi. VIP vinh danh VIP mấy đây? Phần quà S1 góc cảnh báo nạp cái gì gì đó đây. Mình không rõ đâu. Đánh nhau với bọn này, bọn Android anh em ạ. Ok. Win, chiến thắng rồi anh em. Let's go. À đây, gift code đầu tuần anh em. Oh wow, tôi sẽ nhập luôn nhá. Để nhập thì anh em phải qua được cái phần hướng dẫn bắt đầu ấy. Có thư luôn ạ. Thì chúng ta ấn vào trong cái này. Thôi anh em ấn vào phần cài đặt, ấn vào cái nhập gift code ha. Đây là code đầu tuần mới à. Gift code sẽ được gửi qua thư nhá. Đấy. Chúng ta sẽ có thêm vé anh em, chắc chắn rồi. Cái này chưa đọc này. Ok. Rồi, chủ đề fanpage nhận ngay. Nhận xong rồi anh em. Nhớ tưởng có hai gift code chứ nhỉ? Quả đặt mốc gửi gift code qua mail ạ. Cái này phải gửi gift code qua mail à. Bó tay.com nhưng thôi tôi lấy cái code này cũng được. Thôi không sao anh em nhá. Game này tiếng rất là to nên mình phải tắt cái tiếng đi. Hôm qua mình thấy nó tiếng nó to quá. Mình không đủ. Mình bao nhiêu vé? Triệu hồi vàng, tôi có một lần miễn phí. Tôi cần lại phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ để kiếm thêm vé anh em. Android này. Xác nhận này. Chứ không có VIP thì ra sẽ không có nhận ngay này, nhiệm vụ ngày này. Chắc là tôi sẽ đi làm nhiệm vụ. Cái thành tựu à, tiềm năng à, thành tựu này. GUI đã mở, chúng ta có thể vào một cái GUI nào đấy. Chào mừng GUI ạ anh em ạ, nhận Vegeta. Chúng ta sẽ ném xúc sắc mảnh Vegeta. Tính sau nhé, cái GUI tính sau nha anh em. Qua 7 ngày này, hôm nay sẽ nhận được thêm 10 vé anh em nhé. Tuyệt vời. Nói chung là ổn, lễ hội mở server. Nhận thêm thuốc à. Ta là tinh anh. Nhận được cả mảnh của thằng Black Goku Super Saiyan Zero anh em, 499 đã nhận được rồi. Hạn mua ngày, nhận miễn phí. Có một vài cái vẫn nhận được miễn phí anh em. Cái này khá giống với Pokemon à. Giống với thần thú đại chiến anh em. Cho nên để cái này gọi là Dragon Ball đại chiến thì sẽ rất là được. Cái này thì kiểu như sổ sứ mệnh anh em. Quỹ cấp mua được anh em ơi, 1000 đá rồng nhưng mà phải đủ cấp VIP. Vãi đạn, chết tiệt, không đủ cấp VIP thì sao, nó không trỏ quà VIP này. Quà VIP phải nạp tiền anh em nhá. Sự kiện này chính x2 hoàn trả tiêu phí, đạo cụ giảm giá, đổi hạn giờ. Ô, cái này không có gì à? Điểm danh nhận được thêm hai cái ấy nữa, 100 đá rồi, thế cũng được rồi. Chiến lệnh giờ, ok, chúng ta sẽ nhận được cái này rồi đấy. Nhiệm vụ chính à, tôi phải đi map thật nhiều vào thì nó mới có nhiều quà anh em nhé. Mình sẽ thay thằng Goku 3 sao bằng một con nào đấy. Ok, cái này nhận sau đi anh em, nhiệm vụ đặc biệt này. Cái nào có vé thì mình mới
Ok được, mấy cái này không có vé gì. Nhắc nhở tăng cấp skin. À, tăng cấp skin anh em ạ. Thằng nào ngon nhất? Đó chính là Goku GT, phiên bản GT. Nó nhắc mình luôn anh em, nó nhắc chúng ta luôn là phải nâng cấp, anh giai phải nâng cấp đi. Không là không được đâu. Ok, triệu hồi dòng thần đi anh em. Tôi cần một con SS. 17 vé. Được một lần miễn phí mà. Đây vẫn được miễn phí mà anh em. Ủa, ôi, Goku Super Saiyan cấp 3. Yamcha, mình lấy thằng Goku Saiyan cấp 3 cũng được anh em. Ui, SSS, ui, dòng 1 sao siêu cấp luôn. What? Đời, ngon rồi. Thay là Goku anh em ơi. Vãi đạn luôn, tôi có thêm một thằng dòng 1 sao siêu cấp không? Vãi đạn luôn. Ừ, kinh khủng khiếp nhỉ. Nhìn anh dài vậy, chất lượng thế. SS là phải nâng rồi. Cấp 20, nâng hai con này với nhau là đẹp. Vãi đạn luôn. Anh dài kinh khủng quá, tăng phẩm được này. Vãi đạn 2835 lực chiến. Ô, yếu hơn anh niên này à? Vẫn yếu hơn anh niên này. Rồi ok anh em, đội hình bây giờ khỏe vãi cả đạn luôn. Hải chính rồi. Chỉnh đội hình anh em ơi. Goku này à? Goku này thì bỏ thôi. Dĩ nhiên là phải bỏ rồi. Hít thủng vào sân. Gohan 4 sao. Tôi đang cần lần nào, mấy thằng này khá là cùi à. Chúng ta có cả Goku Super Saiyan cấp 3 nữa. Nhưng mà thôi, lấy mấy thằng xịn đánh cho đã anh em. Đấy. Nào, lại có vé tiếp anh em ạ. Rồi, đánh nhanh thắng nhanh ha. Ngon nghe à. Omega Serum. Dòng thần 1 sao vãi cả đạn luôn, xịn thật. Chất lượng thế nhở, mỗi ngày đều một con SS thì đúng là xịn xòa luôn. Nhanh quá nhỉ. Đánh nhanh nhanh anh em ơi. Game này cuốn lắm anh em ạ. Tôi thề anh em là chơi game này cực cuốn luôn. Mình chơi rất là nhiều game thẻ tướng nhưng mình thấy game này cuốn, nó tặng nhiều quà anh em. Và cái tỷ lệ ra được mấy con cấp SS ba chữ S ấy, rất là cao. Rất là hay. Có nhiều game đúng là củ chuối luôn, không muốn chơi luôn đấy. Nhưng mà game này thì nên chơi anh em ạ nhá. Android S. Đấy, ok, tấn công anh em, đúng rồi. Rồi, tấn công. Phù, đấm như thế này thì đỡ thế nào được. Ây da, đau, đau mà đau, đau, đau. Đau anh dai. Xong. Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Quá ổn luôn. Đánh thoải mái đấy anh em ơi. Bọn này đấu sao được mình. Tôi chấp bọn này luôn. Tôi có hai con rất mạnh ở trong này. Hai con 3 chữ S. Tôi sẽ để dành điểm để nâng ba con. À, Dr. Gear. Thằng này là thằng chế tạo ra mấy con robot. Thằng ông này cũng có robot luôn. Không phải tên là gì ở trong chuyện nhỉ? Mình quên béo không? Tên nghe buồn cười lắm. Zenos à, không phải Zenos. Mạnh nhất vẫn là Goku GT anh em ạ. Bây giờ thằng Goku kia lên cao quá. Thằng Goku cùi bắp. Và bọn người máy anh em. Không biết nhạc mình có để không? Có vấn đề nhạc. Vẫn có xin 500 music nhạc các kiểu là điều Android 16 á. Thằng này chỉ cấp S thôi anh em. Nhưng sao lúc nào nó cũng để là 1.5 nhỉ? Mình muốn để 2 chấm à. Gohan này. Chắc Gohan sẽ thay cho thằng Goku kia vào. Nhưng mà có lẽ không cần á. Tại vì mục tiêu của chúng ta sẽ là ấy cơ. Mục tiêu của chúng ta sẽ là SS cơ, ba chữ S cơ. SS, những con mạnh nhất.
một team build như thế xong rồi nâng cấp lên là đẹp. Chứ mấy con S thì mình cũng không để làm gì à, chỉ để sưu tầm nó đẹp. Kiểu sưu tầm hết cả cái bộ này luôn á. Tuyệt vời, ui đấm à. Thôi sơn cước, ok, win. Tuyệt vời, quá quá ải. Rồi anh em, đấm luôn thằng con này đây. Android 18 ạ. Con này yếu mà, con này sau lấy vợ lấy Kirin anh đầu chọc làm chồng mà. Kirin ước con này sống lại và trở thành người thật mà phải. Hiện tại đang là robot thì ảo lắm. Ok, nhanh nhờ. Đánh nhanh quá. Úi giời. Chắc là chắp sau sẽ là Cell. Ồ, bên ngay là Cell mà. Omega Seron. Chất lượng chưa bạn. Quá quá ải này anh em. Bây giờ tôi sẽ đánh đến 5.10 anh em. Cứ đánh 5.10 đi. Đây là 5 đúng không? Chắc 4 ạ. Chắc 4 xong rồi này. Thêm vé. Tuyệt vời. Điều có đủ vé chưa? Chưa đủ vé thì chắc chắn là phải đi rồi. Chắc 5 anh em ạ. Đánh hết cái chắc này là tôi sẽ đủ đội hình luôn. Ấy, thằng Cell ấy, thằng Sen Mộ Hung đấy anh em. Đây là dạng 1 của Sen Mộ Hung ha. Các anh theo đúng kiểu có chuyện luôn hay. Có chuyện là hay ha. Chiến luôn anh em. Úi giời. Anh em nhớ là link tải và code mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Anh em vào web để tải game nhá. Và mình sẽ để cả code luôn ở trong web. Anh em vào, anh chỉ cần vào cái web mỗi game hay á, theo cái đường link ấy sẽ có code ở dưới nhé. Rồi anh em win, winner. Ok. Quá quá ải. Ấy lên, đúng rồi. Má phải lắm phết anh em ạ. Đánh hơi mất thời gian tí, không sao, không vấn đề gì. Ôi 12 phút rồi kìa. Không ngờ game này nó cũng lâu phết đấy. Mình mất một khoảng thời gian đầu nâng vớ va vẩn linh tinh tinh. Không sao, đi hết cái này đi. Cái này nó không có như kiểu không như kiểu là cái game ấy nhỉ. Không như kiểu game Kimetsu no Yaiba nhỉ, là có thể được ra ngoài làm các nhiệm vụ khác ấy. Nó mất thời gian ở cái chỗ đấy anh em. Và lại phải cứ chỉnh cái này lên, ghét ghê. Chuyển hai con thôi, mấy tơn, thường là sẽ hai tơn à. Yếu lắm bạn ơi, 3 tơn à. Vai đạn. Nhanh thì nhanh thật đấy nhưng mà tức là bao nhiêu cửa đấy. Bao nhiêu cửa đây anh em, không rõ lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, 7 cửa nữa anh em ạ. 7 cửa nữa nhé. Thì mới xong được. Đánh nhanh nào. Tôi để auto đấy, tôi không thèm đánh luôn đấy. Thằng Vegeta này tốc độ nhanh nhở. Chưa được đánh trước anh em ạ. Mỗi thằng nó có điểm mạnh, điểm yếu riêng ạ. Game đúng là cho giật cái chay anh em. Không chơi game này thì chơi game nào đúng không? Mình có chơi nào một cắc nào luôn đấy. Mà đã ngon này rồi. Android 16 thằng robot đấy. Thằng cái cùi mía mà anh em. Trận này đối với Sen rồi. Đối với Sen Mộ Hung rồi. Điều chắc chắn. Đấu luôn. Bọn nó trâu hơn ở đấy anh em ạ. Ui trâu hơn ở đấy. Nhưng mà với Goku GT vẫn là hạ đơn giản. Hit vẫn có thể hạ được bọn này. Thêm một con tướng ba chữ S nữa thì ngon ha. Làm thay cho ai? Thay cho Gohan nhỉ. Thế nào được chiến yếu nhất? Ui Omega Seron. Chết luôn đâu mất. Nó tụ đủ cái năng lượng không vãi đạn. Còn đều khỏe vãi. Nó có đánh theo kiểu là đánh lan ấy. Khỏe vãi cả nồi. Nào tiếp tục khiêu chiến nào. Bọn này vẫn chưa làm khó mình được anh em. Tôi chưa lên cấp mặc cho nó 14 phút rồi mà cuốn quá anh em. Đánh không muốn dừng ấy, game này cuốn vãi. Thề cuốn hơn cái game ấy, game gì nhỉ? Game trong những game mình đang chơi mình thấy chơi game chán nhất là Pokemon thần thú Go, game đấy chơi chán nhất. Rồi, đến sau đến là game One Piece. Đấy. Hải tặc đại chiến dạo này chán lắm rồi. Cho chỉ đợi những cái sự kiện có tướng mới thôi chứ bình thường những cái sự kiện bình thường thì chán vãi cả nồi thề. Với lại anh em chán không? Tôi chán rồi.
Thần Thú Đại Chiến ấy, thì với học học Thần Thú Đại Chiến cũng khá là chán tại vì ít quà. Xong rồi đến Học viện Mega ngon, Học viện Mega chơi ngon, được nhiều quà, cũng khá nhiều cốt. Xong rồi đến Kimetsu no Yaiba, xong đến game này, hai game mình ngang ngang nhau ha. Đấy, game tôi chơi nhiều game phết đấy, đùa. Tương lai xem có game nào hay hay để tiếp tục ở chơi á, đồng hành cùng anh em ha. Game nào nhiều cốt mà dễ cày cuốc à, thích rồi. Game nào nó phức tạp quá, nó bắt phải nạp lên nạp xuống thì tôi cũng quằn tạp vằn chịu luôn. Còn ba cửa nữa anh em, đánh nốt ba cửa nào. Không ra mở luôn 20 vé, được 20 vé không? Không chắc được 20 vé nhưng mà cứ đánh thôi. Mở phát 20 vé thì có khi ra được thiên tướng SSS thì ba chữ S thì đúng là hết nước chấm nha. Thì đúng là hết nước chấm luôn với anh em. Ui, rồng thăng long phi thiên các kiểu là điều. Ui rồi ôi, điểm tiên phong không, ok win rồi, rất nhanh giao toàn được 3 sao thôi, không chết thằng nào cơ tại vì team nó rất là khỏe anh em. Nhưng mà chắc là sau trận này thì phải nâng cấp thêm rồi, mình thích con nào thì mình nâng thôi. Chắc là mình sẽ nâng cho Super Goku mà tóc dài dài anh em. Hóa Super Saiyan ấy, nhìn ông đẹp trai quá. Bỏ mẹ thằng Hit đi, mình ghét mấy thằng Hit với thằng Black Goku, mình ghét. Wow, Shen ạ. Nó cho mấy thằng con đệ đệ nó ra. Uầy, trâu phết anh em. Quảng luôn hay. Anh em hay lắm. Nó hút được thằng này, nó chuyển hóa thành True Form. Ý, dạng hoàn hảo rồi. Đúng theo cốt truyện, nó đọc truyện anh em, vừa chơi game đọc truyện nữa hay thật. Rồi anh em ơi, thế bảo có phiên bản tiếng Anh của game này chắc còn nhiều quà hơn chắc. Nhưng tôi chơi game tiếng Việt nó dễ, có tiếng Việt nó dễ hơn. Dù mình biết được một chút tiếng Anh đấy nhưng mà chơi game tiếng Việt thì vẫn là ngon ngon nghẻ hơn chứ đúng không? Đúng rồi, tấn công, tiêu diệt kẻ địch. Hay, nice. Go. Đánh nhau hai con này. Ok, xèo. Hai ba xèo luôn. Ảo thật sự. Ui, thôi phải chết rồi. Chúng mày chết rồi cưng ạ. Ui, gần chết. Một con này chỉ đánh đơn kẻ địch thôi, hơi cùi anh em. Omega Seron hô vãi cả đạn, đánh đấm gần chết. Omega Seron khỏe gỗ ha, hóa lại lên là xong rồi tiêu diệt mà cùng bố. Trận tiếp theo là đánh nhau với cái gì thằng con gì à? BB à, mở, cái thằng để tỉnh mở mở ra thằng Ma Bư à. Quá nice quá. Tiếp tục sẽ có quà nữa, 6, 8, 7, 6, 8, 4, 9, 2, 9, 10. Nice. Ok, chúng ta có thể nhận được thêm quà từ cái ải này. Không có vé nhỉ? Cho vé 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 xanh à? Thôi cũng được. Có vé gì thì ăn vé đấy vậy nhá. Chiến lệnh hạn giờ, nhiệm vụ ngày. Nhận thêm XP lên cấp 22, bị lên cấp khá khó, khá lâu. Ô, cái này thôi. Nó không cho nhận nhanh nhỉ? 30 lễ hội mở server. Thôi cái nào mà không có cái này mình chơi được 2 ngày rồi, mình chơi được 2 ngày rồi á. Ảo thật, đây là vé ấy á. Thằng này thằng Goku Black Goku Rose. Thằng này là SSS à hay thằng kiểu gì đấy, không biết được. Trời ơi, thật đấy anh em. À, tôi có đống trưởng nữa nha. Triệu hồi đá rồng. Oh my. Hy vọng SSS. Ba chị S nào, nhanh nào, lên nào, lên nào, lên nào. SS nào. Mẹ hạ con Otame kìa. Cày à. Vãi đạn, không được cái gì luôn. Ba chị S nào. Please, làm ơn, làm ơn. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Yamasu. Cày thật. Cày. Thế Dabura. Toàn như con này. Như con bị cờ khó vãi cả đạn luôn, chan chan vãi đạn. Ai chán thế anh em, trời vang như kẹt thì phải, đúng như kẹt quá buồn. Đôi khi tôi còn nhiều bạn bè kết bạn lắm anh em ạ, bạn bè tặng ngay này, nhận ngay này, nhận hết thể lực các thứ. Nhắc nhở tăng cấp cho chiến binh, tăng cấp cho những con chiến binh này. Đen như chuối anh em. Zabuza
Yamasu kết hợp với Black Goku cũng ngon nè. Goku Super Saiyan cấp 3 này anh em, nó có thể tăng phẩm mà. Con này mà đi cùng con nào thì ngon nhỉ? Chính tà duyên phận Majin Bư không có. Cái này nó có cả đấy đấy anh em ạ, duyên phận các kiểu đấy. 899 phải yếu quá. Ủa thằng này lực chiến vừa vào cái mạnh thế. Đây có xem duyên phận được mà. Thôi ok, xin chào anh em nhá.